Kính chào các đồng chí và các bạn. Chương trình An ninh Trà Vinh kỳ này mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi những nội dung như sau. Mở đầu là phần tin. Công an Trà Vinh bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Công an huyện Châu Thành khởi tố 9 đối tượng tổ chức sử dụng mua bán trái phép chất ma túy. Công an Trà Vinh tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân xin Tết Nguyên đán Quý Mão. Công an thành phố Trà Vinh khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Phóng sự vì một mùa xuân an toàn. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi. Sáng ngày 27 tháng 1 năm 2023, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị giao ban đầu xuân nhằm tổng kết, đánh giá công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đại tá Trần Xuân Ánh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong ban giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và công an các huyện, thị xã, thành phố. Theo báo cáo trình bày tại hội nghị, trong 7 ngày Tết Nguyên đán Quý Mão, từ ngày 20 tháng 1 năm 2023, tức 29 Tết, đến ngày 26 tháng 1 năm 2023, tức mùng 5 Tết, công an các đơn vị địa phương chủ động triển khai các phương án, bố trí lực lượng bám sát cơ sở, phối hợp các lực lượng liên quan tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, tuần tra vũ trang, khép kín tuyến địa bàn, bảo vệ an toàn tuyệt đối các công trình, mục tiêu trọng điểm, nhất là bảo vệ an ninh, an toàn các hoạt động văn hóa, văn nghệ, điểm bắn pháo hoa, đêm giao thừa. Công an các đơn vị địa phương bảo đảm quân số trực sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Cán bộ chiến sĩ thực hiện đúng quy chế làm việc, quy trình công tác, chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân. Tình hình tội phạm về trật tự xã hội xảy ra một vụ hiếp dâm ở huyện Cầu Ngang so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 không tăng giảm. Lực lượng công an toàn tỉnh triệt xóa 28 vụ tệ nạn xã hội với 142 đối tượng đánh bạc trái phép, phát hiện 2 vụ bắt giữ 6 đối tượng tàn trữ trái phép chất ma túy. Tình hình trật tự an toàn giao thông được bảo đảm ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép, tai nạn giao thông, cháy nổ không xảy ra. Trong dịp Tết, công an toàn tỉnh thực hiện nhiều hoạt động xã hội từ thiện, chăm lo đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn như tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí, vận động kinh phí tặng 2.382 phần quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, trẻ em khuyết tật, mồ côi, cụ già neo đơn, bệnh nhân, tổng trị giá trên 1 tỷ đồng, xây dựng 7 căn nhà đồng đội tình thương với tổng số tiền 330 triệu đồng. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương đánh giá cao nỗ lực của cán bộ chiến sĩ công an toàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán, góp phần bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, bảo đảm cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh dự báo sau Tết Nguyên đán, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh sẽ diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, hoạt động tín dụng đen, tệ nạn cờ bạc. Do đó, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ, chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2023 đã đề ra, tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thực hiện tốt dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân và đề án số 06 phòng chống cháy nổ trong mùa khô. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, chuyển từ tạm giữ sang tạm giam đối với Trần Văn Mạnh, sinh năm 1996, ngụ thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn, Hà Quốc Tuấn, sinh năm 1987, ngụ phường 4, Lê Chí Hải, sinh năm 1991, Tôn Thất Bảo Cường, sinh năm 1997, ngụ phường 7, cùng thành phố Trà Vinh, Lê Trọng Nghĩa, sinh năm 1995, Võ Văn Hoàng Anh, sinh năm 1985, cùng ngụ xã Hưng Mỹ, Lê Phát Tài, sinh năm 2000, Thạch Hoàng Vũ, sinh năm 1990, cùng xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, và Từ Hoàng Diệt, sinh năm 2001, cùng ngụ phường 5, thành phố Trà Vinh, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, vào khoảng 0 giờ 20 phút ngày 9 tháng 1 năm 2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kết hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Châu Thành và Công an xã Hòa Lợi tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh ăn uống karaoke Dậy Hào, ngụ tại ấp Trì Phong, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, do Quỳnh Văn Tiền, sinh năm 1982, ngụ ấp Ngãi Hiệp, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành làm chủ cơ sở. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại 3 phòng VIP có 22 đối tượng, trong độ tuổi từ 20 đến 42 tuổi, ngụ tại tỉnh Trà Vinh, Đồng Tháp, Kiên Giang, Đồng Nai, Bắc Cạn, đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nên tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ 6 túi nhựa bên trong có chứa chất nghi là ma túy, 1/2 viên nén màu hồng, 3 đĩa sứ hình tròn, bên trên có dính chất bột nghi là ma túy, nhiều tang vật khác có liên quan và 13 xe mô tô.
Qua kiểm tra nhanh, tất cả 22 đối tượng đều dương tính với ma túy. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm. Riêng Từ Hoàng Diệt cho biết ma túy mua tại thành phố Hồ Chí Minh về để sử dụng. Ai có nhu cầu mua lại thì Diệt chiết ra để bán lại cho các con nghiện. Hiện vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra xử lý. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và tốt nhất để người dân thực hiện các thủ tục làm căn cước công dân, có gắn chip điện tử và cấp tài khoản định danh điện tử, Công an Trà Vinh đã tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân xuyên Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Tính đến hết ngày 25 tháng 12 năm 2022, Công an Trà Vinh đã thu nhận được hơn 975.000 hồ sơ căn cước công dân, còn lại khoảng 40.000 công dân không có mặt tại địa phương. Theo dự báo, trong dịp Tết Nguyên đán, số lượng công dân Trà Vinh ở các tỉnh, thành phố sẽ trở về địa phương rất đông. Để triển khai thực hiện quyết liệt việc thu nhận hồ sơ căn cước công dân cho toàn bộ công dân đủ điều kiện, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố đã tập trung lực lượng, thiết bị, tổ chức thu nhận hồ sơ căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện ở tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày Tết. Công an các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với tổ cấp căn cước công dân, khẩn trương thu thập thông tin dân cư, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung thông tin, đảm bảo dữ liệu công dân chính xác 100%. Theo báo cáo, trong 7 ngày Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, cán bộ chiến sĩ công an toàn tỉnh đã thu nhận 538 hồ sơ căn cước công dân có gắn chip điện tử và 203 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử của nhân dân. Ngày 27 tháng 1 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Trà Vinh cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và chuyển từ tạm giữ sang tạm giam đối với Thi Minh Sang, sinh năm 1992, ngụ ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vì hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, vào 0 giờ 20 phút ngày 21 tháng 1 năm 2023, tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp lực lượng Công an thành phố Trà Vinh tuần tra trên các tuyến đường nội ô thành phố. Khi đến đường Võ Nguyên Giáp, đoạn thuộc khóm 9, phường 7, thành phố Trà Vinh, thì phát hiện Sang điều khiển xe mô tô chở một người ngồi sau có dấu hiệu vi phạm, nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng yêu cầu Sang đem các đồ vật có liên quan đến hành vi vi phạm để giao nộp. Thì lúc này, Sang lấy ra 3 bịch ni lông trong suốt hàn kín. Bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng, nghi là ma túy, một nỏ thủy tinh, một số dụng cụ có liên quan, nên tổ tuần tra tiến hành lập biên bản tạm giữ và mời về cơ quan công an làm việc. Qua làm việc, Sang khai nhận 3 bịch ni lông trên là ma túy đá mua của một người không rõ nhân thân lai lịch tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, với giá 1 triệu đồng về để sử dụng. Kết quả giám định số ma túy trên có khối lượng là 1,125 gram. Hiện vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Trà Vinh tiếp tục điều tra làm rõ xử lý. Thưa các đồng chí và các bạn, với phương châm thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão vừa qua, lực lượng công an toàn tỉnh tập trung lực lượng ứng trực 24/24, tăng cường tuần tra canh gác, đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo vệ sự bình yên cho nhân dân vui xuân đón Tết. Theo quy luật hàng năm, vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật có nhiều diễn biến phức tạp. Để chủ động bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị địa phương làm tốt công tác nắm tình hình, xây dựng kế hoạch cụ thể, trong đó phân công nhiệm vụ đúng theo chức năng, lĩnh vực, chuyên đề phụ trách. Nổi bật là Công an tỉnh đã đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 theo mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh. Toàn lực lượng ra quân với khí thế quyết tâm cao, sẵn sàng đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm để bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Với phương châm phát hiện từ xa, từ sớm để giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan an ninh trật tự ngay từ cơ sở, lực lượng công an toàn tỉnh sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ quản lý chặt địa bàn, đối tượng liên quan, chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp giải quyết các vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, những vấn đề nổi phức tạp và tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Kịp thời gọi hỏi các đối tượng có tiền án tiền sự, thường xuyên vi phạm pháp luật để răn đe giáo dục, cho viết cam kết không vi phạm. Vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu mua bán vận chuyển hàng hóa của người dân tăng cao, các loại hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
nhiều khả năng sẽ len lỏi xâm nhập vào thị trường, ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước và sức khỏe của người dân. Bên cạnh đó, các loại pháo nổ, vũ khí, công cụ hỗ trợ cũng được các đối tượng mua bán, trao đổi, đưa đi tiêu thụ, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự vào dịp Tết. Để chủ động phòng ngừa, lực lượng công an tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, đồng thời thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội phối hợp các lực lượng có liên quan, tổ chức kiểm tra các cơ sở cho thuê lưu trú, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự để chấn chỉnh những tồn tại hạn chế, cũng như phát hiện các vụ việc liên quan để kịp thời xử lý theo quy định. Với vai trò chủ công trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự và cảnh sát khác tăng cường công tác tuần tra vũ trang, chốt chặn tại các địa điểm phức tạp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm như tụ tập đêm khuya gây mất an ninh trật tự, tàn trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự giao thông, tụ tập chạy xe tốc độ cao, đua xe trái phép, vân vân. Chỉ tính riêng trong ngày 21 tháng 1, tức là ngày 30 Tết và đêm giao thừa, công an toàn tỉnh tổ chức tuần tra phòng chống tội phạm trên 200 cuộc, có gần 1.500 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, phát hiện giải tán 62 điểm đánh bạc, 33 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, giáo dục 790 đối tượng vi phạm. Nhờ thực hiện tốt các biện pháp công tác, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh dịp Tết Nguyên Đán được bảo đảm ổn định, chỉ xảy ra một vụ phạm pháp hình sự, đã điều tra làm rõ ra quyết định tạm giữ một đối tượng. Bên cạnh đó, cơ quan công an phát hiện 28 vụ với 142 đối tượng đánh bạc trái phép các hình thức, hiện đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 20 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày 29 Tết, Trung tâm Cảnh sát 113 Công an tỉnh nhận tin báo của người dân tại tuyến đường thuộc khóm 8, phường 8, thành phố Trà Vinh, có các đối tượng dùng hung khí chém người gây thương tích. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát 113 nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, các đối tượng bỏ trốn và để lại tang vật gồm một cái kéo, một cái búa, một dao tự chế. Cảnh sát 113 tổ chức đưa người bị thương đi cấp cứu và truy bắt nóng các đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác phát hiện hai thanh niên đi trên xe mô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn nên buộc dừng phương tiện và mời về cơ quan công an làm việc. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai tên là Sơn Ngọc Cường, sinh năm 2005, ngụ khóm 8, phường 8, thành phố Trà Vinh, và Thạch Minh Nhật, sinh năm 2003, ngụ ấp Sam Bua, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, và thừa nhận trước đó có tổ chức nhậu tại nhà của Trần Quốc Phong, sinh năm 2006, ngụ ấp Bình La, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, cùng với 8 người khác. Trong lúc nhậu đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Sau đó, Cường và Nhật chạy xe về nhà, mang theo dao và súng tự chế để tìm Phong giải quyết mâu thuẫn. Cường dùng dao chém vào lưng và tay phải của Phong gây thương tích. Qua đấu tranh với các đối tượng, Cảnh sát 113 phối hợp Công an phường 8, thành phố Trà Vinh, tiến hành thu giữ thêm 2 dao tự chế, 1 tiếp sắt, 1 cây đánh bóng chày phía sau nhà của Cường. Hiện Cảnh sát 113 đã bàn giao vụ việc và các đối tượng vi phạm để Công an thành phố Trà Vinh xử lý theo thẩm quyền. Thành phố Trà Vinh là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, nơi diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng và các hoạt động vui xuân đón Tết của nhân dân. Điều đó đặt ra nhiều vấn đề trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Để chủ động trong công tác, Công an thành phố Trà Vinh xây dựng kế hoạch phối hợp lực lượng quân sự tỉnh, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ thực hiện quyết liệt các biện pháp công tác. Trong đó, chú trọng tổ chức tuần tra vũ trang hàng đêm để phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm. Một trong những điểm thu hút rất đông người dân trong dịp Tết năm nay là các tuyến đường nội ô thành phố Trà Vinh, nơi diễn ra các hoạt động mua bán qua kiển, mai vàng. Để đảm bảo an toàn cho người dân du xuân cũng như các hộ tiểu thương mua bán dịp Tết, Công an thành phố đã bố trí hàng trăm cán bộ chiến sĩ túc trực tuần tra canh gác hàng đêm, tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm thường xảy ra tại nơi tập trung đông người như trộm cắp, cướp giật, móc túi. Thưa các đồng chí và các bạn, một mùa xuân nữa lại đến với biết bao niềm tin và hy vọng về một năm mới mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng, hòa trong không khí rộn ràng của sắc xuân.
có rất đông người dân đến chợ Hoa Xuân Trà Vinh thưởng ngoạn du xuân và mua sắm. Và để đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, Công an thành phố Trà Vinh phối hợp với các lực lượng liên quan tuần tra canh gác, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh với quyết tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân vui xuân đón Tết vui vẻ an toàn. Thưa đồng chí có thể cho biết nhiệm vụ chính của tổ công tác ở đây là gì? Và đồng chí đã có những nỗ lực quyết tâm như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ được giao ạ? Báo cáo đồng chí thì được sự chỉ đạo của ban lãnh đạo của thành phố về đảm bảo trật tự cho cái chợ hoa xuân tại Trà Vinh. Thì công an 3 có xây dựng cái kế hoạch, đó là thành lập cái tổ công tác. Là tổ công tác thì gồm các lực lượng là lực lượng của các đội nghiệp vụ của thành phố, rồi công an phường 3, rồi phối hợp với là dân quân tự vệ, rồi bảo vệ dân phố để nhằm đảm bảo là giữ gìn an ninh trật tự trong những ngày diễn ra là chạy qua tại Trà Vinh. Thì cái nỗ lực của cái tổ công tác thì là cố gắng là làm thế nào để là đảm bảo an ninh trật tự, là không để là xảy ra là cướp giật, trộm cắp gây mất trật tự chạy qua Trà Vinh. Cái lực lượng tôi là sẽ trải đều ra khắp cái tuyến đường là điểm phủ rồi Phạm Thái Bường tuần tra kiểm soát, hạn chế thấp nhất vấn đề là cướp giật, móc túi gây mất trật tự. Theo ghi nhận của phóng viên, tình hình an ninh trật tự tại các điểm bán quà kiển Mai Vàng năm nay được bảo đảm ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp, người dân an tâm du xuân và ghi nhận sự nỗ lực của lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Mấy chú công an rất là tốt, trực suốt luôn á, để ý cho dân đi chợ rồi đó, là nghiêm chỉnh, là an toàn, thành ra những người công an ở đây á, với những người mà trật tự rồi đó, quản lý rất là chặt chẽ, rất là tốt, thấy rất là an tâm, quan sát người dân đi coi có bị chen lấn hoặc là ai có thể là dàn cảnh lặng lấy đồ rồi đó, là công an để ý theo, là nói đúng ra năm nay rất là chất lượng luôn á. Năm nay thấy lực lượng công an thấy cũng chia đều gã gác, thấy cũng đều á, mình đến mình đi chơi cũng cảm thấy nó an toàn hơn, nó không có phức tạp như mấy năm trước. Đêm giao thừa có hàng ngàn người dân tập trung về trung tâm của tỉnh để xem văn nghệ và bắn pháo hoa, chứng kiến thời khắc thiêng liêng giao thời giữa năm cũ và năm mới, cùng ước nguyện một năm Quý Mão với nhiều điều may mắn tốt đẹp nhất. Công an tỉnh bố trí lực lượng điều tiết phân luồng giao thông, không để xảy ra ùn tắc tại nơi tập trung đông người, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, chốt chặn tại các cửa ngõ ra vào trung tâm thành phố để người dân du xuân được an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc vi phạm về trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông. Theo số liệu thống kê, trong ngày 21 tháng 1, tức là ngày 30 Tết và đêm giao thừa, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã tổ chức 71 ca với gần 300 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát, điều tiết giao thông, phát hiện 113 trường hợp vi phạm, tạm giữ 104 phương tiện và 14 giấy tờ các loại. Tình hình tai nạn, ùn tắc giao thông không xảy ra. Với sự nỗ lực không ngừng, cán bộ chiến sĩ công an Trà Vinh đã gác lại niềm vui riêng để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân du xuân đón Tết được trọn vẹn. Những ngày Tết đã qua, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự vẫn còn nhiều khó khăn ở phía trước. Công an Trà Vinh sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với mục tiêu cao nhất là vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân. Kính thưa các đồng chí và các bạn,
Chương trình An ninh Trà Vinh đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn vào chương trình kỳ sau, phát vào thứ 6, ngày 17 tháng 2 năm 2023. Thân ái kính chào.